Theo bạn thì động lực chính chi phối tới cái sự phát triển tăng trưởng của nền kinh tế xã hội của một quốc gia là gì? Liệu có phải là cảm xúc? Liệu có phải là chính phủ? Hay là các cái tổ chức tài chính, các ngân hàng? Hay lạm phát? Hay giá dầu? Hay là giá vàng, giá bất động sản? Hay thị trường chứng khoán? Đâu là động lực chính để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế? Video này sẽ cùng quý vị và các bạn làm rõ xem đâu là động lực chính và đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy phát triển của nền kinh tế xã hội trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, là có thể nhóm chúng tôi, nhóm Thắng ơi, thực sự không phải là một nhóm chuyên về nghiên cứu phân tích chuyên sâu để có thể đưa tới cho quý vị và các bạn những cái thông tin thực sự là siêu hữu ích hoặc là rất rất hữu ích. Tuy vậy thì những gì chúng tôi nghiên cứu, những gì chúng tôi tổng kết, tập hợp và đưa ra những cái chia sẻ là những thứ chúng tôi đã chắt lọc những kiến thức nghĩ rằng là nó sẽ hữu ích cho quý anh chị và các bạn. Có thể một vài trong số đó nó còn chưa phù hợp. Tuy vậy thì những chia sẻ của nhóm chúng tôi mong rằng là động lực thúc đẩy cho những người, những bạn trẻ hoặc là những người có khả năng và kỹ năng giỏi hơn chúng tôi, nhiều kiến thức hơn chúng tôi, lấy thêm được cái nguồn động lực để bắt đầu chia sẻ tới cộng đồng, chia sẻ tới mọi người để phổ biến nhiều hơn những kiến thức cho xã hội, và đặc biệt là nhờ đó mà chúng ta sẽ có nhiều hơn những cái cộng đồng sẽ chia cái kinh nghiệm, những kiến thức về làm ăn, kinh doanh, đầu tư trên thị trường tài chính cũng như là kinh doanh ở đời thực. Một vài cái dữ liệu thống kê của nhóm chúng tôi trong một cái cuốn sách khá là nổi tiếng, Thương vụ để đời của tác giả Hanedan, thì trong số những cái chuyên đề nghiên cứu trong cuốn sách này thì có một cái chuyên đề khá là hay. Và trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì trước khi chia sẻ về cái động lực của kinh tế Việt Nam đến từ đâu và sẽ nói rõ hơn với quý anh chị em và các bạn ở phần cuối video, thì chúng ta có thể nhìn qua một cái góc nhìn tổng quan hơn liên quan tới nền kinh tế Mỹ. Và đây cũng chính là một cái động lực kinh tế đóng vai trò then chốt trong cái giai đoạn những năm vừa qua, tác động tới sự tốc độ tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Mỹ. Một trong những cái lực kinh tế mạnh nhất mà thế giới có thể là biết tới nhưng không có ai nói tới hoặc là chưa biết tới. Thì cái thế hệ mà dân số, đặc biệt là dân số trẻ, và gần đây thì thêm một cái ý khác thì chúng tôi sẽ chia sẻ cũng ở phần cuối video này, đó là dân số vàng của Việt Nam. Còn ở trong cái chủ đề ở chương thứ 14 của cuốn sách của Hanedan thì nói nhiều về cái động lực, đó là Baby Boomer, một trong những cái dân số trẻ bước vào cái độ tuổi đi học và độ tuổi trưởng thành, thì đó là một trong những cái động lực mà lớn nhất, nhiều nhất tác động đến nền kinh tế xã hội. Thì tại sao tác giả Hanedan lại nói về điều này? Thế hệ Baby Boomer đã chứng minh là người tiêu dùng chính là động lực chi phối nền kinh tế và thị trường tài chính. Đúng là như vậy, tất cả những cái chủ đề chúng tôi nói tới, ví dụ như là cảm xúc, hành vi, hoặc là chính phủ, hoặc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, lạm phát, giá dầu, giá vàng, hay tất cả cái việc điều hành của Tổng thống Mỹ, thì tất cả những điều đó nó không phải là động lực chính, nó chỉ là lý do, nó chỉ là nhu cầu, nó chỉ là những cái chủ đề được nhắc tới, được nói tới nhiều trên các trang mạng, trên các trang báo, trên Internet. Còn rõ ràng rằng là để một nền kinh tế phát triển được hay không thì nó phải đến từ cái sức mua của người tiêu dùng. Và sức mua của người tiêu dùng thì nó phải bắt nguồn từ cái nhu cầu. Mà để có nhu cầu thì nó đồng nghĩa với cái câu chuyện là phải có một cái lượng dân dân số, một cái lượng dân mà đến cái tuổi gọi là tuổi đi học thì nó sẽ tạo nên cái sức mua mạnh và khủng khiếp đến cái lĩnh vực giáo dục. Ví dụ như là theo cái chứng minh của ông Hanedan thì cái giai đoạn mà dân số Baby Boomer của người Mỹ là bắt đầu từ năm 1933 tới năm 1959. Năm 1959 và đạt đỉnh vào năm 1961. Thì sau 20 năm,
20 năm kể từ năm 33, tức là đến năm 1900, đến năm 1933, 43, 53, thì năm 1951 là bắt đầu là các cái độ tuổi mà của thế hệ baby boomer của Mỹ bước vào độ tuổi đi học. Thì đây cũng là theo cái số liệu thống kê này, thì đây cũng là cái mà tác động tới cái cuộc bùng nổ, về cái sự bùng nổ về trong hệ thống giáo dục của Mỹ bắt đầu từ năm 1951, năm 2, và kể từ năm 1951 đến năm 52 và kéo dài tới đến những thập niên 1990 là bùng nổ về giáo dục. Cái việc bùng nổ về giáo dục thì nó cũng đi song hành với lại cái giai đoạn của gọi là dân số trẻ bước vào độ tuổi đi học của Mỹ, giai đoạn 1933-1961. Chúng ta lấy 63 đi để cho nó dễ tiện, là khoảng 30 năm. 30 năm baby boomer của Mỹ thì chiếm 109.2 triệu người trên cái tổng số dân của cái giai đoạn này, thì nó chiếm khá đại đa số cái dân số của Mỹ, và nó thúc đẩy được cái khi mà bước vào cái độ tuổi mà đi học thì nó thúc đẩy cái sự bùng nổ của cái hệ thống giáo dục mà giai đoạn 1951-1990, hơn 30 năm, nó đến một cái giai đoạn thoái trào là 51 đến 81, sau đó thì tiếp tục bùng nổ từ 81 trở đi đến năm 1990 và tiếp tục bùng nổ đến ngày hôm nay. Cái sự bùng nổ đó thì nó sẽ kéo theo một cái thứ nữa, đó là khi mà bước vào một năm 1954-55 thì bắt đầu là cái tuổi baby boomer từ năm 1933 của Mỹ thì nó bước vào cái độ tuổi lao động, và khi bước vào độ tuổi lao động thì giai đoạn 1955-1957 thì tăng trưởng lao động của Mỹ bùng nổ, và đây cũng là cái giai đoạn gọi là dân số vàng của Mỹ bắt đầu từ năm 1950-55. Đúng không anh chị và các bạn? Chúng ta tính lại cho số liệu cho nó chính xác, đề phòng lại sai thì nó sẽ dở ra. Thì chúng ta lấy 33 mà cộng với khoảng 22 năm thì nó sẽ ra cái bắt đầu bước vào độ tuổi lao động là 55, đúng không anh chị và các bạn? 55. Mà 55 mà kéo dài trong vòng 30 năm thì nó đến năm 1985. Đây là một trong những cái giai đoạn mà dân số vàng của Mỹ, giai đoạn mà số lượng cái người trong cái độ tuổi lao động là rất lớn trong vòng 30 năm. Nó đã đem đến những cái sự phát triển của nền kinh tế Mỹ giai đoạn 1955-1985. Đó là giai đoạn mà phát triển rất là mạnh. Và thêm một điều nữa mà chúng ta cũng lưu tâm nữa là khi mà cái nhu cầu của cái giai đoạn dân số mà bước vào cái độ tuổi mà có nhu cầu về nhà ở, sở hữu nhà ở, thì sau đó thì đến năm 1994 trở đi thì cái nhu cầu nhà ở của Mỹ là rất cao, kéo dài từ năm 1994 đến năm 2007 thì nhu cầu rất lớn. Thì chúng ta thấy được là nếu mà 94 mà chúng ta trừ đi 33 cho là bao nhiêu anh chị và các bạn? Là 50 năm, tức là cái giai đoạn mà người trưởng thành ở Mỹ bắt đầu bước vào cái giai đoạn là trưởng thành là trên 50 tuổi, thì cái giai đoạn đó là một trong những giai đoạn đặc biệt quan trọng, chắc chắn là phải có sở hữu một cái nhà, một cái bất động sản để ở. Do đó thì giai đoạn 94 đến giai đoạn 2007 là một trong những cái giai đoạn mà bùng nổ giá nhà. Tất nhiên thì nó bắt đầu trước đó, một khoảng trước đó nữa là đã có nhu cầu rồi, tức là giai đoạn mà 65 tới 79 là giai đoạn mà cái thế hệ baby boomer nó bước vào cái tuổi 30 thì đã có những cái nhu cầu rồi. Sau đó thì suy giảm từ năm 1980 tới năm 1994 thì cái nhu cầu nó có phần tụt giảm, do là cái nền kinh tế Mỹ là trong một cái giai đoạn kéo dài bị ảnh hưởng của cái một số cái vấn đề liên quan đến chính trị. Dẫn đến thì đến năm 1994 là bùng nổ trở lại, và đến năm 2007 thì có cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ. Cái cuộc bong bóng đó thì nó cũng kéo theo một cái sự sụp đổ trong cái doanh số bán nhà mới. Thì cái bong bóng này nó kéo theo cái câu chuyện là doanh số bán nhà tại Mỹ cũng bùng nổ từ năm 1999 tới năm 2007. Trong vòng là 8 năm thì cái doanh số bán nhà của Mỹ rất là cao. Thì vậy thì qua cái số liệu thống kê, chúng tôi chỉ thống kê sơ bộ, và anh chị và các bạn có thể tìm đọc cái cuốn Thương vụ để đời trên
cái tác phẩm Thương vụ để đời của Hanyu Den. Cái này là một cái chuyên đề số 14 của cái cuốn sách này, thì nó nói rất nhiều các vấn đề liên quan đến dân số, ảnh hưởng tới việc là kinh doanh, các hoạt động kinh doanh của thị trường tài chính Mỹ, thị trường kinh tế Mỹ và các lĩnh vực như là giáo dục, y tế và rất nhiều các vấn đề mà liên quan tới cái sự bùng nổ của dân số, đến tuổi lao động cũng như là đến tuổi học hành. Vậy thì khi nói về một cái vấn đề mà ông Hanyu Den thống kê về thị trường và tài chính Mỹ, thì chúng ta quay sang để liên hệ tới cái Việt Nam. Việt Nam chúng ta thì như thế nào và dân số của chúng ta thì dịch chuyển ra làm sao? Thì trong một video trước đó thì chúng tôi đã nói với, đã chia sẻ với anh chị và các bạn là trong vòng 15 năm tới thì chắc chắn là giá nhà và các cái sản phẩm bất động sản của chúng ta và cả các cái lĩnh vực liên quan đến giáo dục và y tế của Việt Nam thì cũng sẽ bước vào một cái giai đoạn có thể coi là bùng nổ và tiếp tục có thể tăng giá. Thực sự thì nó đã bước vào cái giai đoạn này được khoảng 10 năm rồi, và còn khoảng 15 năm nữa thì chúng ta vẫn tiếp tục cái chu kỳ của sự tăng giá nhiều và đem lại cho các cái lĩnh vực này cái sự phát triển thần tốc. Lý do tại sao thì lại chia sẻ với anh chị và các bạn như vậy, và câu hỏi đầu tiên mà chúng ta đặt ra là tại sao tại thời điểm hiện tại thì cái thế hệ năm sinh năm 1955 tới năm 1965 thì hiện nay đang nắm những cái vai trò chủ chốt trong nền kinh tế cũng như là chủ tịch hội đồng quản trị hoặc CEO của các tập đoàn kinh tế mạnh nhất tại Việt Nam. Thì vài cái câu hỏi đặt ra như thế để anh chị và các bạn có tính gợi mở, chúng tôi sẽ trả lời với anh chị và các bạn ngay sau đây. Thì điểm đầu tiên mà chúng ta thấy là chúng ta cái vấn đề dân số của Việt Nam mình thì kéo dài từ năm 1955 tới năm 2000. Thực ra thì hôm vừa rồi chúng tôi chỉ nói với anh chị và các bạn là từ năm 75 đến năm 2000 trong vòng 25 năm. Nhưng mà khi mà thống kê lại các cái dữ liệu cũng như là tập hợp và cập nhật thêm cái tình hình chính trị xã hội cũng như là cái một số cái vai trò nòng cốt trong nền kinh tế xã hội Việt Nam, thì chúng tôi thấy rằng là giai đoạn 1955 đến giai đoạn 1965, tức là những người sinh trong cái độ tuổi này thì hiện nay đang nắm những cái vai trò chủ chốt trong nền kinh tế xã hội Việt Nam, từ lãnh đạo các tập đoàn cũng như là lãnh đạo các cái doanh nghiệp và các cái bộ phận, ví dụ như là trong cái cơ quan nhà nước thì đang đang đóng những cái vai trò là chủ chốt. Thì điểm đầu tiên chúng ta phải lưu tâm rằng là chúng ta giải phóng vào năm 1975. Thế hệ sinh năm 1955 đến năm 1965 thì vừa bước vào tuổi trưởng thành 18-20 tuổi thì chiến tranh kết thúc. Đây là một trong những cái thế hệ mà chủ yếu là hiện nay thì là cái độ tuổi thì là đã là ở cái tuổi trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm để đủ hội tụ đủ những cái vai trò để nắm những cái vị trí nòng cốt trong nền kinh tế. Điểm thứ hai nữa là chúng ta phải lưu tâm rằng là khi mà cái độ tuổi này mà đến cái độ tuổi trưởng thành bắt đầu có thể phải đi lính thì lúc đó là chiến tranh kết thúc. Điểm thứ ba nữa là giai đoạn 1955-1965 khi mà trưởng thành và đủ một số những cái kinh nghiệm nhất định bước vào độ tuổi 30 thì chúng ta biết có điều gì xảy ra, anh chị và các bạn có nhớ không ạ? Đó là năm 1986, tôi nhớ không nhầm thì năm 1986 là độ tuổi 1955 bước vào tuổi 30. Năm 1986 là năm là chúng ta cải cách. Năm lần đầu tiên chúng ta cải cách về kinh tế, cải cách ruộng đất, và đây cũng là những cái giai đoạn mà những người trong cái độ tuổi này nếu chớp được cơ hội, chớp được thời cơ thì sẽ có những cái thành công cũng như là đứng ở những cái vai trò làm cái nền tảng gọi là nòng cốt của nền kinh tế xã hội hiện nay. Chắc chắn là như vậy, năm 1955 đến năm 1965. Và nói về cơ cấu kinh tế thì chúng ta có khoảng từ năm 1955 đến năm 2000 là chúng ta có 45 năm. Trong khi đó thì dân số của Việt Nam là bắt đầu là từ 28 triệu dân mà đến năm 2000 thì chúng ta có 80 triệu dân. Như vậy là nếu tính sơ bộ thì chúng ta có đâu đó khoảng tầm 52 triệu dân được sinh ra từ giai đoạn 1955 đến năm 2000. 45 năm và chúng ta có thêm 52 triệu dân. Như vậy là mỗi năm chúng ta có hơn 1 triệu dân tăng thêm của gọi là dân số Việt Nam. Và đây cũng là được coi là giai đoạn gọi là baby baby boomer của Việt Nam. Tuy vậy thì có một vài cái điểm chúng ta cần phải lưu tâm như sau. Thực sự mà cái nhu cầu tiêu dùng và thúc đẩy cái tiêu dùng mà đúng nghĩa của cái giai đoạn thế hệ baby boomer của chúng ta thì nó phải được tính từ năm 1975. Bởi vì năm 1975 tức là sau giải phóng tức là hòa bình lập lại, thì cái giai đoạn sinh sau giải phóng thì cái điều kiện kinh tế xã hội nó có phần
tốt hơn. Và do đó thì cái thế hệ trẻ em của giai đoạn năm sau năm 75 thì được nuôi dạy có phần là tốt hơn, dinh dưỡng nhiều hơn. Và đến đến ngày nay, cái ngày nay thì cái thế hệ kế cận của giai đoạn 1955 1965 tiếp theo sẽ là giai đoạn 1975 2000. Và đây cũng là một trong những thế hệ được sinh sau hòa bình lập lại. Do đó thì trước hòa bình thì chúng ta nên nhớ rằng là tất cả vì tiền gọi là hậu phương, tất cả đều vì cái tiền tuyến. Do đó thì chúng ta giai đoạn mặc dù là phía Bắc là đã gọi là thống nhất, tức là đã hòa bình, tuy vậy thì toàn bộ của cái vật tài rồi nhân tài vật lực đều phải phục vụ cho chiến tranh. Do đó thì cái việc kinh tế của chúng ta giai đoạn đó thì không tốt. Do đó thì cái đặc biệt là cái dân số từ năm 1955 đến năm 1975 là trong vòng 20 năm thì dân số của chúng ta cái giai đoạn này thì sinh ra thêm là từ 28 triệu dân lên tới 48 triệu dân, tức là khoảng 20 triệu. Thì cái đoạn này cũng không phải là giai đoạn mà cái dân số baby boomer này có sức tiêu thụ và mạnh mẽ bằng cái giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2000. Tức là trong vòng 25 năm. Trong video trước thì chúng tôi tính lộn là 15 năm. Thì 25 năm này thì chúng ta phải tính như thế này, theo cái phương pháp tính của Honeydent, và chúng ta có cái sự căn chỉnh phù hợp với nền kinh tế xã hội Việt Nam. Bởi vì ở nước Mỹ thì nói gì thì nói, thì nền kinh tế của họ cũng phát triển trước chúng ta khoảng từ 50 đến 70 năm. Do đó thì chúng ta không thể áp đặt theo cái cách tính của người Mỹ được, mà rõ ràng nó phải phụ thuộc vào nền kinh tế của Việt Nam. Đến mãi tận năm 1991 thì chúng ta mới bình thường hóa quan hệ và cải cách lần hai. Và nếu như theo cái quan điểm của nhóm chúng tôi thì năm 2016 là chúng ta cải cách lần ba, tức là trong hiến pháp của chúng ta là chấp nhận là lấy kinh tế tư nhân làm nòng cốt. Còn trước đó thì chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề liên quan đến đảng viên làm kinh tế, liên quan đến thúc đẩy kinh tế tư nhân, chủ yếu là kinh tế nhà nước làm nòng cốt. Và để làm rõ hơn cái chủ đề này với anh chị và các bạn về cái giai đoạn năm 1975 tới năm 2000 thì nó baby boomer của chúng ta lấy tạm thời là 20 năm kể từ khi sinh tới khi bắt đầu vào cái độ tuổi đi học, thì chúng ta thấy được rằng là năm 1995 thì là bắt đầu cái độ tuổi sinh ra vào năm 1975 bước vào đi học, và đây cũng là giai đoạn mà áp lực lên cái hệ thống giáo dục của chúng ta rất là nhiều, giai đoạn 1993-1995. Và trong cái cải cách về giáo dục của chúng ta thì cũng có một cái cải cách lần cuối cùng vào năm 1993, tức là chuyển từ cái hệ 11 năm thành hệ 12 năm để giảm tải bớt cái áp lực do cái nhu cầu đi học của cái thế hệ 1975-1993. Anh chị và các bạn phải lưu tâm điều đó. Và từ đó tới nay thì bắt đầu từ năm 1993 tới nay cũng là cái giai đoạn mà cái áp lực dân số nó dẫn đến câu chuyện chúng ta phải đổi mới kinh tế năm 1991 và bình thường hóa quan hệ với thế giới. Cũng cái giai đoạn này là chúng ta đổi mới khá là toàn diện về nền kinh tế để phục vụ cái nhu cầu, cái sức mua, cái sức tiêu dùng của cái giai đoạn baby boomer của Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1995, giai đoạn 20 năm. Và bước vào từ cái giai đoạn 1995 đi, chúng ta tính là 95 đi, thì chúng ta cộng thêm 30 năm của cái giai đoạn baby boomer này thì chúng ta sẽ ra được một cái giai đoạn mà hiện nay nó sẽ là một cái giai đoạn mà chúng ta bước vào cái nhu cầu cực lớn và cái độ tuổi lao động của Việt Nam. Thì ngay đây thì chúng tôi sẽ nói với anh chị và các bạn về cái việc là chúng ta hiện nay đang bước vào cái giai đoạn dân số vàng. Dân số vàng là sao? Dân số vàng của Việt Nam tức là cái độ tuổi mà trong gọi là độ tuổi phụ thuộc và độ tuổi lao động á, thì chúng ta theo cái số liệu thống kê thì nó tính toán như thế này anh chị và các bạn này. Dưới 15 của chúng ta thì chiếm 25,2%, còn trên 64 thì chiếm 5,5%. Và chúng ta đang có một cái cơ cấu dân cư của chúng ta là 69,3% là đang trong độ tuổi lao động. Đây là cái giai đoạn mà nó được gọi là nếu mà trên 60%, chứ số liệu không chính thức là khoảng trên 50 mấy% á, là mà trong độ tuổi lao động thì cái dân số, cơ cấu dân số của một quốc gia như vậy được gọi là cơ cấu dân số vàng. Mà cái cơ cấu dân số vàng mà chúng ta không nâng nhanh cái tỷ lệ thu nhập bình quân đầu người á, thì chúng ta sau cái giai đoạn dân số vàng mà không nâng lên được để có cái tích lũy cá nhân hoặc là tích lũy quốc gia mà lớn, thì chúng ta sẽ bước vào một cái giai đoạn nó gọi là cái vòng luẩn quẩn của cái bẫy thu nhập. Tức là dân số vàng mà lại thu nhập không nâng nhanh
để có tích lũy quốc gia, thì đồng nghĩa với việc sau giai đoạn sân khấu vàng thì sẽ đến một cái giai đoạn tức là cái độ tuổi lao động nó sẽ bước thay sang cái độ tuổi là trên 64, tức là phụ thuộc, và cái dưới 15 thì nó vẫn duy trì, tức là dưới cái độ tuổi tuổi phụ thuộc mà gọi là trẻ em á, là 25,2% cộng với 5,5% là độ tuổi trên 64, thì chúng ta sau 15 năm nữa thì chúng ta sẽ bước vào cái giai đoạn là dân số già. Mà dân số già thì nó sẽ gánh đưa chúng ta đến một cái giai đoạn tức là số lượng người phụ thuộc nhiều vào những cái người mà đang trong độ tuổi lao động, mà trong cái đó thu nhập bình quân và cái tích lũy xã hội, tích lũy cá nhân nó không cao, nó sẽ dẫn đến là toàn bộ cái của cải xã hội sẽ bị tiêu hao rất nhanh vào cái độ tuổi phụ thuộc. Vậy nên là trong 15 năm tới, nếu Việt Nam mà không nâng được cái thu nhập bình quân đầu người trên 2,5 nghìn đô một năm, số liệu chính thức thì anh chị và các bạn tham khảo lại, nhưng mà chúng tôi biết được rằng là nếu không nâng qua được 2,5 ngàn đô cho một năm trên một đầu người trung bình thì nó sẽ gặp phải cái bẫy thu nhập, là chúng ta không có cách nào để nâng hơn được nữa và nó đi vào cái vòng luẩn quẩn. Thì tiếp theo cái vấn đề mà chúng ta nói về cái câu chuyện là nó phụ thuộc vào cái thế hệ baby boomer á, thì chúng ta cộng nhanh là giai đoạn 1995 cộng với 30 năm là nó có phải là năm 2000 bao nhiêu anh chị và các bạn? 30-35 năm đấy, thì nó là giai đoạn 2020-2030, đó là trong khoảng 10-15 năm tới nữa, thì cái số liệu về dân cư thì bởi vì chúng ta là cũng có một trong những cái nền kinh tế xã hội rất là khá là thú vị, tức là mỗi năm thì chúng ta dân số của chúng ta vẫn tăng và tăng ở mức khoảng hơn 1 triệu người được tăng thêm, hơn 1,5 triệu người được sinh ra và chỉ có khoảng hơn 500 ngàn người chết đi thôi. Nên là nó mỗi năm chúng ta hiện nay thì nó tăng thêm khoảng tầm 1 triệu người và chúng ta vẫn duy trì được một cái tỷ lệ dân số khá là trẻ và không giống như nhiều cái quốc gia tư bản là số lượng sinh và số lượng tử thì bây giờ âm luôn, tức là lượng tử nhiều hơn lượng sinh. Thì Việt Nam mình vẫn là khá là ok, nên chúng ta có thể tính được là 95 cho 30 năm thì nó sẽ nằm ở khoảng năm 2025. Thì chúng ta có thể tính dư địa nó nằm ở khoảng 2030. Vậy thì chúng ta có khoảng tầm từ 10 đến 15 năm trong cái giai đoạn sắp tới thì chúng ta vẫn thấy là cái nhu cầu và cái độ tuổi lao động. Thì tại sao chúng ta lại có cái delay thêm khoảng 5-10 năm nữa là bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà tính ở cái độ tuổi mà dân số vàng là một, dân số mà baby boomer ở nước ngoài á, thì cái độ tuổi trưởng thành của người ta thì nó nằm ở khoảng tầm trên 20 là được có thể được gọi là trưởng thành rồi. Nhưng vì cái tính chất gọi là có phần nào đó là hơi phụ thuộc của người Đông Á, người châu Á, thì cái độ tuổi trưởng thành của người Việt Nam nói chung giống y hệt đối với người châu Á, là nó sẽ phải nằm ở cái độ tuổi từ 25 trở lên. Và cái nhu cầu thực sự, tức là cái nhu cầu lớn về chi tiêu á, nó phải ở tuổi từ 25 trở lên. Nên chúng ta hoàn toàn có thể tính delay là từ khoảng 10 đến 15 năm sắp tới thì chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái dư địa về cái nhu cầu, và đặc biệt là cái nhu cầu của cái thế hệ mà sinh sau năm 1975. Tức là bắt đầu đi học là vào năm 1995, trưởng thành là vào năm 2005, là có nhu cầu, rất nhiều nhu cầu. Và đặc biệt là khi họ bước vào cái độ tuổi 50 thì rõ ràng cái nhu cầu về nhà ở cực kỳ lớn luôn. Vậy thì chúng ta cộng nhanh với 75 thì nó sẽ ra là cái giai đoạn mà chúng ta có nhu cầu nhà ở rất lớn. Và nếu nhìn lại thì rõ ràng cái giai đoạn vừa qua, cái việc giá bất động sản gia tăng cao cũng đến từ cái cơ cấu dân số của Việt Nam. Anh chị có thể tham khảo thêm về cơ cấu dân số Việt Nam trên cái trang dânso.org search Việt Nam, thì chúng ta sẽ thấy cụ thể hơn từng giai đoạn và những cái sự phát triển của dân số Việt Nam. Ai có thể nói điều gì với quý anh chị và các bạn, tất cả các trang báo trên phương tiện thông tin đại chúng có thể chứng minh với anh chị và các bạn nhiều điều về các vấn đề liên quan đến chính sách nhà nước, rồi những cái vấn đề này, vấn đề khác. Nhưng cái điểm cốt lõi mà chúng tôi đọc và có thể trích lọc cho quý anh chị và các bạn trong cái động lực thúc đẩy nền kinh tế xã hội mạnh nhất vẫn phải đến từ cái nhu cầu tiêu dùng. Và cái nhu cầu tiêu dùng nó đem đến được cái động lực rất tốt cho cái tốc độ phát triển kinh tế. Bởi vì phải có nhu cầu thì mới có nguồn cung, phải có cái cầu tiêu hao tiêu dùng sản phẩm thì các cái ngành nghề, các cái hoạt động kinh doanh trong xã hội mới có thể là phát triển được. Và cái nhu cầu tiêu dùng đó nó bắt nguồn từ cơ cấu dân số, và chúng ta phân tích cơ cấu dân số là cái điểm cốt lõi, nó là cái trọng tâm trọng lõi của tất cả các nền kinh tế trên thế giới. Và nếu mở rộng cho quý anh chị và các bạn thêm một chút về cái cơ cấu dân số thì chúng ta không khó để nhận ra rằng là các cái trục về kinh tế và chính trị của thế giới nó cũng dịch chuyển từ Mỹ sang Âu, rồi từ Âu sang Á, là bởi vì do cơ cấu dân số và do các cái vấn đề liên quan tới cái tăng trưởng cơ cấu dân số trên thế giới.
không khó. Thì tại sao Trung Quốc và Ấn Độ trong những năm gần đây thì nổi lên như một những nền kinh tế gọi là hùng mạnh, là bởi vì cái cơ cấu dân số của Trung Quốc và Ấn Độ, thứ nhất là họ không những là nhiều về dân số, cơ cấu dân số của họ thì cái giai đoạn phát triển bùng nổ, và đến nay thì cái nhu cầu mạnh về tiêu dùng của những cái nước, những quốc gia như vậy nó cũng đang rất lớn. Do đó thì những cái điểm mà gọi là cần phải lưu ý cho kinh tế thế giới trong những năm sắp tới thì phải lưu ý rất quan tâm tới, đó là kinh tế của Trung Quốc và kinh tế của Ấn Độ là những cái trục kinh tế mà thế giới sẽ phải xoay trục về phía này. Và cơ cấu dân số Việt Nam cũng đang hội tụ đủ những yếu tố để chúng ta có thể làm nên cái điều gì đấy mà nó tốt hơn, tích cực hơn và phát triển nền kinh tế xã hội Việt Nam tốt hơn trong thời gian sắp tới. Hy vọng là những chia sẻ của chúng tôi trong một cái video khá là dài, khoảng 25 phút như thế này, thì đem lại rất nhiều những cái kiến thức hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Nếu yêu và cảm thấy hữu ích thì đừng quên like, chia sẻ cũng như là nhớ đăng ký kênh Thắng ơi, để tạo thêm những cái động lực cho chúng tôi tiếp tục đưa ra những cái chương trình chia sẻ, bình luận về những kiến thức xã hội, về giúp anh chị và các bạn có thêm nhiều kiến thức hay và hữu ích hơn. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.